Hello nhá, xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay thì là em có test những đôi loa Party House gửi đến cho các bác ở các bạn miền quê hương Tổ quốc Việt Nam. Các bác có thể nhẹ nhàng rất là hay, rất là tí tách các bác nhá. Đôi loa bãi xịn Party House mang máy hiệu là PH12. Loa này nghe nhạc hát karaoke cam kết các bác không hay không lấy tiền. Các bác nào ở khu vực ở miền Nam, em gửi hàng thì sẽ mất 200.000 tiền cước. Các bác nhá, các bác ở trong Nam thì sẽ mất 200.000 tiền cước. Ở ngoài Bắc nếu mà gửi xe thì mất 100.000 tiền cước. Và giá này là em không bao ship, cũng như là không trả giá, cũng như là không mặc cả các bác nhá. Hàng đẹp, xuất sắc, rất là tuyệt vời. 2.700.000 đồng một đôi, chưa bao gồm cước phí vận chuyển các bác nhá. Bác không thể nào mua được những đôi loa nào mà hàng bãi xịn như này mà lại có 2.700.000 đồng đâu. Hôm qua là đã có rất là nhiều bác đặt hàng rồi. Và đây là những đôi loa em test gửi đến cho bác. Hiện tại em còn khoảng 25 đôi nữa. Có bác nào thật sự nhanh tay thì sẽ có các bác nhá. Bác chốt đơn rất là nhiều. Nên bọn em đang những đơn buổi sáng ngày hôm nay đang rất là nhiều. Các bác có thể nhìn thấy hôm nào cũng thế. Và xử lý test gửi đến cho các bác. Những đôi loa Party House này rất là rẻ rồi, 2.700.000 thôi. Nên là số lượng không có nhiều đâu. Duy nhất chỉ có đợt này có thôi. Đợt sau về là sẽ không còn hàng Party House này nữa các bác nhá. Ok, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Các bác nào quan tâm liên hệ số hotline em ghi ở trên tiêu đề của video. Cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video clip lần sau.